Xin chào tất cả mọi người đã và đang theo dõi kênh YouTube Điện Độc Đáo. Trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu nối ổ cắm 3 pha và phít cắm 3 pha. Ở đây mình sẽ có cái phít cắm 3 pha với cái hình dáng như thế này. Cái hiệu nó là Apex 32A 3B cộng E. 3B cộng E ở đây là nó sẽ có 4 chấu, một chấu lớn và 3 chấu nhỏ. Tiếp theo là mình có cái ổ cắm 3 pha. Thì cái ổ cắm đây là cái hình dạng của nó. Thì ổ cắm này chúng ta có thể gắn ở phía ngoài tủ điện. Nó có cái bát cho chúng ta gắn ở đây, gắn ốc. Tương tự nó cũng có 4 cái lỗ. Một lỗ lớn và 3 lỗ nhỏ để phù hợp với cái phích cắm. Thì để đấu được cái ổ cắm phích cắm này chúng ta sẽ sử dụng hai cái dây điện. Thì ở đây mình dùng dây 4x1.5 ha. Thì ở đây nó có các màu như là màu xanh dương, màu vàng, màu đỏ và xanh lá. Thì nếu mà các bạn đấu 3 pha 4 dây thì chúng ta sẽ đấu cái dây xanh lá này, chúng ta sẽ là dùng làm cái dây trung tính. Còn mạng 3 pha 3 dây thì chúng ta dùng dây xanh lá để làm dây te. Cái này là tùy vào cái mục đích thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn trước là cái phần phích cắm. Phần phích cắm thì ở trên cái phích cắm này nè, ở cái phần này nó có thể hiện là cái vít nè. Thì chúng ta sẽ nhấn vào đây và chúng ta xoay tháo ra. Thì bạn thấy là ở phía sau đuôi này nó có cái phần vặn. Thì cái này là để siết chặt giữ cái dây khi mà chúng ta đã đấu nối xong. Thì ở trên cái phích cắm này nó có 4 cái tiếp điểm. Nó có cái ký hiệu. Ở đây là te. Tiếp điểm te. L3, L2 và L1. L3, L2, L1. Thì các bạn chú ý là cái te này nó sẽ khác, là nó có hai cái ốc vặn lại. Hai cái ốc vặn luôn. Còn các tiếp điểm khác thì chỉ có một thôi. Và tương ứng thì nó sẽ tương ứng, ví dụ cái te này là cái lớn nhất cái lớn nhất. Còn ba cái còn lại là cái L1, L2 và L3. Thì bây giờ mình sẽ đấu trước. Mình sẽ lòn cái dây vào ở phía sau này. Sau khi lòn dây vào thì mình sẽ đấu cái dây màu xanh lá. Ví dụ ở đây là mình đấu mạng 3 pha 4 dây. Là dây này mình sẽ dùng làm dây trung tính. Thì mình sẽ đấu vào cái phần te ha. Đấu vào phần dây te. Okay. Thì tiếp theo mình sẽ đấu là ba cái màu, đó là đỏ, vàng, xanh. Thì đỏ sẽ là L1, đỏ là L1, vàng là L2 và xanh là L3. Đây L1 ở đây, mình sẽ đấu đỏ đây. Thì trong một số trường hợp thì người ta cũng có thể là thay đổi giữa đỏ, vàng, xanh để đảo pha, để chuyển động cơ chạy đúng cái chiều mong muốn thôi. L2 nè. Đây, L2. Và cuối cùng là L3. Thì bạn lưu ý là chúng ta sẽ cắt cái dây này cho nó ngắn thôi, để tránh gườm gà trong cái lúc mà chúng ta sẽ ráp vào. Các bạn sẽ đẩy vào đây. Đấy, các bạn sẽ đẩy vào cái khớp này và xoay trở lại thôi, thì nó sẽ khóa lại. Ở phía sau này thì chúng ta có thể là dặn lại nè.
vặn cái này, vặn cái này để siết giữ cái dây dẫn này trong cái quá trình mà chúng ta lôi kéo để sử dụng thì nó không bị xước ra, không bị mất pha dẫn đến cháy motor ha. Đây mình sẽ để nó nằm ở bên đây. Tiếp theo là mình sẽ đấu cái phần ổ cắm nè. Phần ổ cắm này chúng ta phải tháo, như bốn con ốc ở ngoài đây. Mình sẽ tháo lần lượt bốn con này. Tháo lần lượt bốn con này ra thì chúng ta mới có thể là đấu điện vào được. Ok. Ở đây nó có cái miếng lót màu trắng. Thì ở trên này nó cũng có bốn cái tiếp điểm tương tự. Như bên cái phích cắm nè. Đây là cái te, tiếp điểm te nè, để đây các bạn dễ thấy. L1, L2 và L3. Thì mình cũng đấu tương tự ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nó. Mình sẽ lòn dây này vào ở phía sau này. Mình sẽ đấu cái dây màu xanh lá này ha. Bạn chú ý là cái dây màu xanh lá này mình sẽ đấu trước. Nếu mà mạng 3 pha 3 dây thì mình cũng tương tự thôi. Mà mình dùng cái dây xanh lá làm cái dây te được. Đấy. Tiếp theo L1 mình sẽ đấu là cái dây màu đỏ luôn. Nếu chúng ta đấu theo cái quy định thì chúng ta sẽ dễ thao tác. Dễ thao tác và xác định cái pha nào nó đúng. Đây là một, sẽ đấu ở đây. Rồi L2 thì sẽ là màu vàng. Và cuối cùng là L3 là màu xanh lá. Ok. Giờ mình sẽ lúc nãy mình còn làm rớt cái miếng bảo vệ này. Để miếng này mình có thể là gắn vào. Giờ mình sẽ ráp nó lại. Các bạn chú ý là cái phần dưới này nè, nó phù hợp với bên đây. Mình sẽ ráp vào thôi. Sẽ ráp vào. Đây, cái phần đấu cái ổ cắm và phích cắm này nó rất là đơn giản thôi. Cái này mình dành cho những cái bạn mà chưa biết ha, dành cho những bạn chưa biết. Còn những bạn biết rồi thì chắc cái này là nó quá đơn giản rồi. Ok, vậy là mình đã đấu xong cái phần ổ cắm, phích cắm và ổ cắm. Giờ mình sẽ kết nối lại. Kết nối thì mình sẽ, các bạn chú ý là đây nó có cái G,
Và đây nó cũng có nè, để chúng ta sẽ gáp vào thôi. Chúng ta sẽ gáp vào. Và ở đây nó có cái gờ chặn nè. Cái gờ chặn này là chúng ta phải vỡ gỡ cái nắp này lên ha. Và vào sâu. Vào sâu và sát cái xét cái này thì cái gờ này nó sẽ giữ lại, để nó giữ ổ cắm và phích cắm lại với nhau. Đó. Để trong quá trình mà chúng ta di chuyển rồi nó không có bị xước ra, cái này nó giữ lại, cái nắp này nó giữ lại luôn. Thì bạn nhớ là phải vô sát nha, nếu không vô sát đối với cái lỗ cắm này mà không vô sát thì nó sẽ dễ bị mất pha, dễ bị mất pha, gây cháy động cơ. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem cái video hướng dẫn của mình. Nhớ ủng hộ cho mình nhé.